Các bạn ơi, hôm qua Hoàng đi giao đàn á, tình cờ Hoàng gặp một cô bé năm nay mới lên lớp 9 thôi, tên là Pha Lê. Trời, cô bé hồn nhiên vô tư dễ thương, thích ghê luôn á. Mẹ đăng ký cho học đàn mới được khoảng 3 tuần thôi. Vậy mà khi Hoàng đến Hoàng ráp cái đàn, đặt cái đàn lên á, thì bé bắt đầu mới đặt tay xuống đánh hợp âm. Nó hỏi sao con biết đánh hợp âm, sao mới có 3 tuần biết đánh hợp âm. Dạ con biết đánh guitar sơ sơ, thành ra là con ngồi con mò mò cái hợp âm trên piano, thế là con vừa đàn con vừa hát. Trời ơi dễ thương, dễ thương rồi dễ thương. Thành ra Hoàng mới lén Hoàng ghi hình lại về Hoàng up lên cho các bạn xem nè. Thế bây giờ có chuẩn bị xem nha, nhưng các bạn nhớ thông cảm nha, bởi vì bé mới có tập được có mấy tuần thôi, thành ra là chưa có thuần thục. Chưa có thuần thục nên là nó có vấp váp tí xíu. Nhưng mà mình phải để ý là các bạn nhìn cái bạn nó đam mê và cái sự dễ thương hồn nhiên của cái tuổi 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 còn học lớp 9 á, rất là thích. Bắt đầu nhá, mình gắn cái clip cho nha. Giờ hai 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 thằng mình cùng chơi được không? Mình có cách nào mình chơi được không ta? F F Rời cái sương hát luôn. Thấy chưa các bạn không? Bạn học có 3 tuần rồi. 3 tuần không con? Dạ, 3 tuần. 3 tuần. 3 tuần. À nhưng mà các bạn có lợi thế là các bạn đã có học guitar trước rồi. À, thành ra các bạn thấy không? Học guitar mình biết hợp âm, mình biết hợp âm rồi khi mình chuyển qua piano á thì là coi như mình làm quen là cái bàn phím, mình làm quen rồi. Rồi mình có thể tự mình đàn, có thể vừa đàn vừa hát. Dễ không các bạn? Thật sự học đàn không có khó như mọi người nghĩ đâu. Khó thì cũng khó, khó dành cho chuyên nghiệp thì nó khó, chứ còn mà để mà sử dụng được và áp dụng được vào cái đời sống bình thường rất là đơn giản nha các bạn. Thành ra các bạn đừng có thấy nó khó thì các bạn sẽ học rất là dễ, đúng không con? Học rất là dễ. Ôi cảm ơn con nhé, dễ thương ơi là dễ thương đó, chào bạn cái nhé.